Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Theo Pravda, trong ngày 19 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cập nhật thông tin về chiến dịch tiến công của quân đội Ukraine ở vùng biên giới Kursk. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục chiến dịch tại các khu vực được chỉ định ở Kursk. Tính đến hôm nay, chúng ta đã kiểm soát hơn 1.250 km2 lãnh thổ và 92 khu định cư của đối phương. Các biện pháp để ổn định vị trí và tăng cường phòng thủ đang được tiến hành, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky nhận định, chiến dịch ở Kursk là khoản đầu tư lớn nhất trong nỗ lực giải phóng các tù binh Ukraine bị Nga bắt giữ. Cũng theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đã đẩy lùi hầu hết lực lượng Nga ra khỏi vùng Sumy và đang đạt được thêm các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Theo RT, trong ngày 19 tháng 8, hãng thông tấn RIA Novosti đã đưa tin về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn New York, một trong những thành trì quan trọng của Ukraine tại vùng Donetsk. Vào đầu tháng 7, quân đội Nga đã kiểm soát được khu trung tâm của khu định cư New York và đẩy lực lượng Ukraine ra vùng ngoại ô phía Bắc. Tới thời điểm hiện tại, chúng ta đã kiểm soát được cả phần phía Bắc của khu định cư, nguồn tin của RIA cho biết. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc quân đội nước này tiến vào làng Zalitne ở vùng Donetsk. New York và Zalitne là hai khu định cư ở gần thành phố Torres, và việc kiểm soát được hai khu vực này sẽ giúp Nga có cơ hội áp sát cứ điểm quan trọng của Ukraine ở miền đông. Theo truyền thông Ukraine, quân đội Nga đang gia tăng sức ép lên Torres và Pokrov, hai thành phố mang tính chiến lược ở Donetsk. Pokrov hiện là khu vực căng thẳng nhất ở Donetsk, với số lượng các cuộc đụng độ được ghi nhận ở mức kỷ lục vào tuần trước. Các trang tin quân sự Nga cho biết tình hình ở vùng biên giới Kursk của nước này hiện vẫn căng thẳng trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Ukraine AFU tiếp tục tiến công ở nhiều nơi trong khu vực. Vào tối 19 tháng 8 giờ địa phương, quân AFU đã cố gắng tiến vào làng Korenevo ở Kursk, nhưng rốt cuộc mất 3 xe chiến đấu bọc thép AFV cùng binh lính vì vấp phải hỏa lực của các lực lượng Nga. Trong tối cùng ngày, binh lính Kiev đã phá hủy cây cầu thứ 3 và cũng là cây cầu cố định cuối cùng còn lại bắc qua sông Sêm ở Kursk. Việc phá hủy cây cầu được tin là một phần chiến lược của AFU nhằm gây mất ổn định khả năng phòng thủ của các lực lượng Moscow và phá vỡ nguồn cung hậu cần cho họ. Nhà phân tích quân sự Nga Yuri Bodonyaka cũng xác nhận thông tin trên. Ông Bodonyaka cho hay, binh lính Nga trong khu vực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào các cây cầu phao để hỗ trợ hoạt động. Dẫu vậy, chuyên gia này tin quân Nga vẫn có khả năng ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công của đối phương, đặc biệt trong bối cảnh người dân địa phương đang di tản. Theo trang tin quân sự Avia.pro, ở khu vực Okopka, binh lính Ukraine đang đối mặt khó khăn nghiêm trọng khi cố gắng tiến qua ngôi làng. Các phi đội máy bay không người lái và UAV góc nhìn thứ nhất của Nga đã tích cực theo dõi và tấn công lực lượng bộ đội đối phương. Bất chấp tổn thất, quân AFU vẫn tìm cách giành được chỗ đứng trong khu vực và tiến công xa hơn. Các nguồn tin nói, theo hướng Apanasovka, quân Ukraine vẫn đang giữ các vị trí trong khu vực đông dân cư, nhưng những nỗ lực đột phá của họ đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt và hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của Nga, được tăng cường bằng các cuộc tập kích đáp trả bằng pháo binh, tên lửa chống tăng có điều khiển và FPV. Không quân Nga cũng tuyên bố đang oanh tạc thành công vào các điểm tập trung lượng lớn binh sĩ AFU, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương cả về nhân lực và khí tài. Trong quá trình giao tranh ở Kursk, phía Nga phát hiện AFU đã triển khai các đơn vị mới, bao gồm tiểu đoàn tấn công riêng biệt số 33 và một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 nhằm tăng cường chiến dịch đột kích và chọc thủng các tuyến phòng thủ của Moscow. Không quân Ukraine vừa công bố một video ghi lại cảnh phá hủy cây cầu thứ hai ở vùng Kursk của Nga. Cây cầu bị phá thủng nằm ở làng Zvanoe, bắc qua sông Sêm. Theo Pravda, hồi đầu tuần này, một cây cầu khác bắc qua sông Sêm ở gần làng Klusovo cũng bị quân đội Ukraine đánh sập. Chỉ huy không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschak hôm nay 18 tháng 8 cho biết, mặt trận Kursk trừ một cây cầu nữa, không quân tiếp tục tước đoạt khả năng hậu cần của quân Nga bằng các cuộc không kích chính xác. Điều này ảnh hưởng lớn tới tiến trình của các cuộc giao tranh. Việc Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng tại Kursk được cho là nhằm cản trở tuyến tiếp tế hoặc tiếp viện của Nga. Theo các sĩ quan quân đội Nga, hiện chỉ còn một cây cầu bắc qua sông Sêm ở làng Karik thuộc Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã tạo ra áp lực trên toàn tiền tuyến đối với quân Nga. Nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ này nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn sẽ cố gắng giành lại khu vực lãnh thổ này và điều đó sẽ đòi hỏi nhiều nhân lực và thiết bị hơn từ những nơi khác của mặt trận. Theo đó, về lâu dài ông Putin sẽ buộc phải đưa ra quyết định về việc dành nhiều nguồn lực hơn cho đường biên giới quốc tế của Nga và Ukraine, áp đặt các hạn chế với kế hoạch trên toàn khu vực chiến đấu. ISW cho biết, cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk và ưu tiên cao của Nga trong việc duy trì nhịp độ tấn công ở Donetsk
có thể sẽ gây sức ép lớn hơn đối với lực lượng tác chiến dự bị còn lại của Nga và bắt đầu tác động lên khả năng duy trì các cuộc tấn công dứt quán của Nga trên khắp chiến trường. Việc Nga tái triển khai thêm quân tới Kursk sẽ làm suy yếu thêm khả năng duy trì hoạt động tấn công của Nga ở Đông và Đông Bắc Ukraine. Quân đội Nga đã tái triển khai 11 tiểu đoàn trong vùng Kursk và 4 nhóm lực lượng từ nơi khác. Belarus cảnh báo Ukraine đang ép Nga dùng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko coi việc Ukraine xâm phạm lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga giống như nỗ lực nhằm ép buộc Moscow phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Russia One hôm 18 tháng 8, ông Lukashenko cảnh báo vụ đột kích của quân Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã gây ra những rủi ro to lớn đối với an ninh toàn cầu. Nhà lãnh đạo Belarus cáo buộc cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của các lực lượng Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát là chiến dịch quảng bá đối với cả Ukraine và các đồng minh phương Tây. Mối nguy hiểm, dạng leo thang này từ phía Ukraine là một nỗ lực đẩy Nga vào các hành động bất đối xứng, ví dụ như sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Lukashenko cho biết, đồng thời khuyến cáo động thái như vậy sẽ gây tổn hại không thể cứu vãn đến hình ảnh của Ukraine trên toàn cầu. Theo Sputnik, ông Lukashenko cũng bình luận về các tuyên bố của giới chức Ukraine về việc vụ đột kích Kursk nhằm mục đích cải thiện vị thế ngoại giao của Kiev trong đàm phán với Nga. Tổng thống nước đồng minh then chốt của Nga cho rằng kế hoạch này mang tính kinh điển nhưng không hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống lại một đế chế lớn, thậm chí còn chưa bắt đầu chiến đấu nghiêm túc. Ông tin tưởng quân Nga sẽ đẩy lùi mọi binh lính Kiev ra khỏi vùng Kursk. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga nêu rõ, nước này chỉ triển khai kho vũ khí nguyên tử để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc các đồng minh của mình. Và trong trường hợp xảy ra tấn công xâm lược Nga bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow không cần sử dụng đến vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Moscow cũng cảnh báo có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của mình, nhưng lưu ý bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ nhằm đáp trả những gì họ coi là động thái leo thang của NATO. Tổng thống Ukraine lần đầu tiên nói rõ về mục đích xâm nhập lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xâm nhập của quân đội nước này vào vùng Kursk của Nga nhằm tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Moscow. Theo The Guardian, đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky nêu rõ mục đích của chiến dịch đột kích xuyên biên giới và xâm nhập lãnh thổ Nga của Ukraine hôm 6 tháng 8. Trước đó, nhà lãnh đạo này cho biết đó là hành động để bảo vệ các cộng đồng ở khu vực Sumy, giáp biên giới khỏi các cuộc pháo kích liên tục. Trong bài phát biểu hàng đêm tối ngày 18 tháng 8, người đứng đầu Ukraine nói, nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay trong các hoạt động phòng thủ, nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm lực của Nga càng tốt và tiến hành phản công. Điều này bao gồm việc tạo lập một vùng đệm ở lãnh thổ Nga, chiến dịch của chúng ta ở vùng Kursk. Về việc tạo lập vùng đệm ở Kursk, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã đạt được những kết quả tốt và rất cần thiết. Trước đó, Kiev đề cập rất ít tới mục tiêu của việc tiến vào lãnh thổ Nga bằng xe tăng và xe bọc thép. Cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất mà Nga trải qua kể từ Thế chiến thứ hai. Nó khiến Điện Kremlin bất ngờ và làm hàng nghìn người Nga ở khu vực biên giới phải rời bỏ nhà cửa. Binh sĩ Ukraine đã tiến sâu vào vùng Kursk từ nhiều hướng mà không vấp phải sự kháng cự lớn nào. Tuần trước, Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Oleksandr Sysky, tuyên bố quân đội Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 ở Kursk. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa thể xác minh độc lập. Tối qua, Tổng thống Zelensky cũng chỉ ra rằng Anh, Mỹ, Pháp thiếu hỗ trợ Ukraine, không có ngày nghỉ trong xung đột. Chúng ta cần những quyết định. Ukraine cần những gói viện trợ đã được cam kết. Tôi đặc biệt đề cập tới Anh, Mỹ và Pháp.